mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sau khi đã trích đăng và biên tập lại những kinh nghiệm của những người từng nhờ phương pháp Osawa mà lành bệnh, để đến viên tôi, người biên soạn kính xin trình bày những kinh nghiệm của chính mình để sách được phong phú tài liệu. Mọi người nhân đấy mà nhận ra, chúng ta vốn có một nền triết học tâm linh mà thực dụng, một nền y học kỳ diệu mà giản đơn, ít tốn kém dưới tầm tay. Chúng ta đừng khi dễ mà chạy theo những hình bóng hiện đại, tiền thì mất mà tật vẫn mang, đau khổ cả một đời. Câu chuyện của tôi được chia sẻ thành nhiều đoạn, mỗi đoạn viết về một, hai bệnh đặc trưng. Bệnh thứ nhất, đau nhói tim. Đầu tiên tôi xin trích một đoạn trong quyển Quảng gánh lo đi và vui sống của Dan Kenny, Nguyễn Hiến Lê dịch, chương 3, làm dẫn nhập để minh chứng cái bệnh ấy kinh khủng như thế nào. Khi tôi còn là một đứa nhỏ, nhà quê ở Missouri, tôi nghe người ta tả cảnh vạc dầu ở âm phủ mà sợ quá muốn chết ngất. Nhưng thật ra không ai tả cảnh vạc dầu ở cổ trần đầy hết, cảnh thê thảm của những kẻ quá ưu tư. Chẳng hạn, nếu bạn ưu tư luôn năm suốt tháng thì một ngày kia bạn có thể bị một chứng bệnh đau đớn ghê gớm vô cùng, tức chứng đau nhói ở ngực. Hỡi bạn thanh niên, nếu bạn bị chứng đó thì bạn sẽ phải kêu trời, một tiếng kêu trời rùng rợn như sắp chết, không có tiếng kêu nào so sánh cho ngang. Nếu đem tiếng gào khóc của âm ty so với tiếng kêu trời đó thì nó chỉ là tiếng ca êm ái trong bài thằng cuội của trẻ nhỏ. Bạn sẽ tự than, trời hỡi trời, nếu tôi hết được bệnh này thì tôi sẽ sung sướng tuyệt trần, thề không bao giờ còn lo buồn gì nữa. Trong bài, Tran muốn bảo ta đừng ưu tư vì chính hắn là nguyên nhân của chứng đau tim đó. Nhưng tôi nghĩ thật ra đâu phải chỉ một mình ưu tư là nguyên nhân của chứng ác ôn trên. Bởi tội ấy tôi là một thiếu niên mới khoảng 15-16 tuổi. Năm 1958, học giỏi, gia đình không khá giả gì, nhưng sống đầy đủ. Sáng trước khi đi làm, cha điểm tâm bánh mì, cà phê sữa rồi cũng để phần ấy. Có khi thêm trứng gà cho con cái thức dậy sau. Chiều trước khi về thẳng nhà, cha đánh một vòng phố, mua này món này, mai món khác, chẳng hạn như bánh ngọt xốp, sô-cô-la, nước nho đông như sương sa, dùng để phết bánh mì rất ngon, kẹo tây. Cái nào đó thì thiếu chất ăn, gia đình tôi phủ phê. Ở cái tuổi còn ăn chơi mà được như vậy thì thử hỏi ưu tư cái nỗi gì. Thế mà tôi bị cái bệnh đau nhói trong tim quái ác trong lúc tuổi còn non. Cái đau nhói không phải nhức liên tục mà coi như liên tục, vì cứ cách khoảng 15 phút là rơi rớt trong tim. Tôi ấy cũng là tuổi ngủ ngon, mà nào tôi biết ngủ say, tôi đau nhói cả trong giấc ngủ. Nhịp tim đập lúc nào cũng 120 trên một phút. Đi bác sĩ thì được cho thuốc an thần loại siro, thuốc bổ tim loại giọt, thuốc ống bổ gan, nhưng nào có hết chứng nhói, chứng đập quá nhanh trong tim. Nhiều đêm, khi cả nhà ngủ hết ngực đau, tôi thức dậy ra giữa trời khuya, chắp tay lại đấng cao xanh, xin cứu độ một đứa con đau khổ. Nhưng có lẽ trời xa, xa quá cũng nghe thấy một tâm hồn nhỏ nhoi đang khấn nguyện khẩn cầu. Từ năm 1957 đến năm 1964, một thời gian cũng khá dài cho một chứng bệnh không rõ nguyên nhân, lại thêm chứng cạc nhổ liên miên mới chết chứ. Tôi còn nhỏ, đâu có hút thuốc lá mà suốt ngày tôi đều hay cạc nhổ. Bà ngoại thường la, cho biết cạc nhổ nhiều thì dễ chết yểu. Sợ chết thì quả thật có sợ, nhưng đàm trong phổi cứ muốn mình phải cạc ra thì tính sao đây? Đi bác sĩ xin rọi kiến coi phổi có gì không. Kết quả phổi tốt, có lạ đời không? Ai đi bác sĩ cũng đều muốn bác sĩ tuyên bố rằng mình vô bệnh là mừng. Riêng tôi nghe vậy lại buồn, bởi cái bệnh của tôi không rõ nguyên nhân thì làm sao biết thuốc nào để chữa cho hết. Kết cuộc được cái toa thuốc bổ, thuốc ho và đàm vẫn hoàn đàm. Bác sĩ ở Phan Rang quê tôi không bác sĩ nào mà tôi không đi khám. Rồi đi học Nha Trang, không bác sĩ nào mà tôi không đến thăm. Nói đúng ra thì bệnh cũng có đỡ, nếu không chút nào thì ai chạy theo mấy ổng hoài làm gì. Có điều là bệnh không hết hẳn, người tôi cứ lương ương, xanh xao còn cõi. Cuộc đời tương lai thấy sao mà mù mịt, cái chết cứ như trình trậm đâu đây. Tôi không biết thế nào là hạnh phúc. Tuổi trẻ đứa nào cũng có bộ bịch, còn tôi thì lòng rất lãnh cảm đối với vấn đề nam nữ. Học thì tương đối giỏi, nhưng tự lượng bệnh mình không cho phép vượt qua ngưỡng cửa đại học. Nên khi đậu tú tài xong, tôi đã ngang mà xin việc làm. Cái công sở nào nhận tôi vào làm cũng khổ sở vì phát lương báo cô. Tôi đi làm là để kiếm tiền chữa bệnh, chứ nào nghĩ đến phục vụ. Cái lương tâm mất đi một phần cũng vì bệnh tật vậy. Làm việc ở Sài Gòn có tiền, tôi đâu thèm đi bác sĩ Việt Nam. Phải Tây cơ mới đủ đô. Tôi đi ông bác sĩ Tây, Paul Geron, đường Trương Minh Ký quận 1, hồi năm 1962. Tiền khám bệnh rất mắc, 300 đồng trên một lần khám, trong khi bác sĩ Việt không phải ngạch giáo sư chỉ lấy 50 đồng, còn bác sĩ mới ra trường lấy rẻ 20 đồng, có khi còn tặng thêm thuốc miễn phí.
loại mà các phòng mạch tư thường được các nhà sản xuất biếu làm hàng mẫu. Lương tôi 2.800 đồng trên một tháng, khám tuần một lần, kể cả tiền mua thuốc tốn khoảng 1.000 đồng. Bệnh cứ dây dưa nên đi khoảng 3 tuần là hết tiền. Đó là chưa kể đến tiền cơm nước. Thế tôi tốn nhiều, sau vài lần khám, ông bác sĩ Tây bớt giá còn 250 đồng. Ông bảo tôi bị phong thấp khớp cấp tính dây dưa đến tim. Tôi được chích penicillin cộng với Benstef. Còn nhớ có một lần vào buổi sáng chưa ăn uống gì, y tá vừa chích cho một mũi penicillin hay Benstef gì đó thì tôi muốn ngã ra bất tỉnh, tưởng mình chắc chết mười mươi. Rồi mạch trở lại bình thường, nó bình thường chứ cũng 120 nhịp trên một phút. Đây là lần thứ hai tôi sốc thuốc suýt chết. Lần trước thì chích calcium sandos, tôi sợ chích lắm mà bị bệnh thì đành liều. Thôi thì đành phó cho số mạng ra sao thì ra. Chiều nào kẹp thủy, tôi cũng thấy sốt nhẹ trên dưới 38 độ. Bác sĩ cho Panadol thế, tôi không nhớ loại bao nhiêu đơn vị, sốt vẫn vậy. Thấy không ổn, ông giới thiệu cho tôi vào nhà thương nổi tiếng thời bấy giờ, Đoan, Đông Đức, đường Lê Thánh Tôn, đây là bệnh viện Nhi Đồng 2. Vào Đoan, nằm khoảng nửa tháng, thử nhiều thứ như nước tiểu, phân, máu, tinh. Tôi hy vọng bệnh mình được tìm ra nguyên nhân và chữa dứt điểm. Nhưng chao ôi, cuối cùng tôi được chích P-Complex và cho xuất hiện với kết luận không thấy bệnh gì. Trời, tôi hay đau nhói trong tim và đàm khạc, thỉnh thoảng có dính món mà bảo không bệnh. Thôi thì đành miễn cưỡng vui chấp nhận, chứ vui không nổi. Về nhà tôi tìm uống thuốc bắc, mấy tháng đầu uống thấy cũng đỡ. Nhưng lần hồi bệnh như lì uống thấy không hay, nghe đâu ở Thủ Đức có bà thầy thuốc nam gia truyền, tôi tìm đến uống. Uống mấy ngày đầu thấy được, hết thì mua nữa. Có lần sau khi uống thuốc xong, tôi đi bộ ra phố, dọc đường tôi muốn té xỉu, vội ngồi xuống bên lề. May mà đi bộ chứ đi xe đạp hay gắn máy, té chắc chết. Thế là tôi không dám tiếp tục thuốc nam nữa, mà sống như trong tình trạng thực vật, chịu đựng, lương ương, mạnh không ra mạnh, bệnh không ra bệnh. Quý vị thấy không, cái khổ của một căn bệnh chẳng rõ nguyên nhân mà tôi cắn răng chịu đựng, hằng 7-8 năm trời là vậy đấy. Thế rồi, một bữa nọ vào năm 1965, lang thang trên hè phố Lê Lợi Sài Gòn, tôi ghé nhà sách Khai Trí. Thấy trên một kệ có quyển mỏng, những hiệu nghiệm kỳ diệu của phương pháp Osawa, tôi liền cầm lên xem và mua liền. Về nơi trọ, tôi nhờ chủ nhà mua gạo lứt ở quê. Sau 2 ngày ăn thuần túy theo sách, bị ói mửa, chủ nhà phải đưa tôi đi bác sĩ. Thất vọng, nhưng về sau tìm hiểu lại thì mới biết, gạo chủ nhà mua không phải lứt, mà là thứ đã bị giã mất một phần lớn lớp cám bên ngoài. Tưởng gặp phương pháp dởm, nào ngờ mình áp dụng sai. Đây là một điều mà lắm người mắc phải khi gặp một phương pháp hay mà chính mình lại thấy dở. Làm lại, mua nồi đất hẳn hôi, ăn kỹ cơm lứt muối mè, có khi thêm một chút xíu bí đỏ hầm, nhai thật nhỏ mới nuốt, uống nước ít lại, kể từ ngày 23 tháng 6 năm 1965. Ngày 1, ngày 2 chưa thấy gì, ngày thứ 3 thì nóng lạnh, mệt, giả dượi. Những chi tiết này tôi có ghi trong nhật ký, hiện còn giữ làm kỷ niệm. Kể từ ngày thứ 5, ho khạc nhiều đàm đặc, rất đã, và thỉnh thoảng thấy chóng mặt vài giây về sáng. Mặc dù có những hiện tượng đó, nhưng trong lòng tôi không sợ hãi mà lại cảm thấy mình đi đúng đường, không giống như cảnh ói mửa vì ăn chặn đúng trước đây. Xin quý vị biết cho rằng tôi vốn hay khạc đàm, và hồi trước mỗi lần chích xong một mũi thuốc penicillin hay Bestrap là tôi muốn khạc, nhưng đàm không ra hết, cứ như còn dính trong phổi, và nếu cố khạc thì có thể trong đàm dính và sợ máu tươi. Mà nay thì khạc rất thoải mái, mình cảm giác rằng đàm có bao nhiêu thì tuôn ra hết, không còn tiếc nuối. Phổi thông ơi là thông, đã ơi là đã. Mỗi lần ho là mình cảm thấy khỏe ra, nó khác với thời còn bệnh. Dầu cho có những phản ứng như thế, mà sách cũng chỉ vẽ cho ta biết trước để đừng sợ. Tôi cảm thấy sinh lực của mình được phục hồi và rất hạnh phúc. Một cái hạnh phúc nhờ cái đau khổ đội nón ra đi. Về sau này, nếu tôi vẫn thường dùng một cách ăn uống coi bộ sống nghèo thì đối với thành quả đạt được quá lớn lao. Từng mơ ước mà nào có được ấy, coi như tôi đã mua với một giá cao, nhưng cũng còn quá rẻ. Luận về điểm này cho vui, chúng ta thấy cái giá cao ấy dù nghèo hay giàu, không ai thiếu, nhưng họ không chịu chi ra, không chịu kham khổ một chút. Ấy cũng chỉ vì không thấy mình quá đau khổ hay không nhận ra thế nào mới là tự do, hạnh phúc lớn lao thật sự mà thôi. Chưa tới một tháng, đàm đặc sệt từng dính trong cuốn phổi coi như tống ra hết. Phổi thở thấy thông thoáng, hết say sẩm mặt mày, nhịp tim tôi đếm còn khoảng 80 trên một phút. Bệnh coi như giảm đến hơn 90%. Bởi tim hết thỉnh thoảng đau nhói nhưng còn rem. Xem lại sách thấy bảo nên dùng gạo lứt chiên với dầu ô liu mà trị bệnh này. Tôi áp dụng ngay, quả thật là thần kỳ. Sau 3 ngày ăn cháo gạo lứt chiên với dầu ô liu,
bệnh nhói tim của tôi coi như dứt điểm. Thế là con người tôi như tái sinh, vì tôi cứ chắc mẩm rằng bệnh tim làm sao mà chữa cho hết được. Tôi thành một con người mới, tuy ốm mà có sinh khí, có niềm tin triết lý và được sống thanh thản, biết làm chủ, làm thay cho chính mình. Từ bấy đến nay, trải hơn 40 năm, dầu là một người khỏe mạnh đi nữa, ai mà không bệnh phải đi bác sĩ, không uống thuốc mua ở dược phòng, còn tôi thì có đi các ổng nữa mà làm gì. Nào có uống lấy một viên thuốc, tuy đôi lúc cũng có bệnh mà nguyên do chính mình biết là vì ăn uống không tốt, điều chỉnh một chút là đâu vào đấy. Khỏe tru, khỏi phải chầu chực thầy nọ bà kia, cầu cạnh phương tiện tối tân tốn kém bạc tiền mà có khi ôm hận. Như quý vị thấy đấy, phương pháp Osawa quả là kỳ diệu hay không? Có điều nó quá đơn giản làm con người khi dễ, không chịu hạ mình nghiên cứu, tìm cho ra lý, ra lẽ. Ôi, người ta thường nói, bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng thực ra nó cũng làm cho thiên hạ lầm lắm vậy. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,